Chào các bạn nhá. Mình lại tiếp tục làm việc kiếm tiền mưu sinh. Vừa ngồi sửa cái bộ điều khiển của một cái máy đóng gói tự động. Sửa cái đồ này của cái công ty này thì lại xin được mấy cái bộ gói diệt kiến rán này. Tức là cái máy mình đang sửa là nó chuyên đóng gói cái bột diệt kiến rán này này. Đó, xin được thì này sắp tới này sửa các bếp từ cho mọi người mà có phân rán bên trong là kiểu gì là mình lại rắc nào lại tăng độ bền cho khách sửa bếp từ các bạn ạ. Cái này nó bị liệt một cái phím. Mình có một cái võ sửa khá là độc lạ mới nghĩ ra. Nên tối mình sẽ up video cho chúng ta tham khảo. Tối khi mà đầu giờ chiều mình sẽ đi lắp. Nó chạy ngon lành mình sẽ quay cái đoạn chạy ngon lành. Mình sẽ up video cho mọi người tham khảo mình sửa nó như thế nào. Bạn nào muốn theo dõi thì tiếp tục ấy nhá. Để ý nhá. Còn video này thì mình sửa cái này. Đang ngồi sửa cái kia thì bắt đầu có khách đem cái này đến sửa. Bảo là hỏng số 1. Tức là bật số 1 là không chạy. Bàn đặc trưng đấy. Và bật số 2 thì chạy rất yếu, lờ đờ. Đấy. Các bạn nhá, nên bây giờ mình sẽ tham chúng ta bạn nào muốn biết ấy thì hãy tham khảo nhá. Và những cái bạn nào mà xem các video của mình về sửa quạt trần này thì các bạn sẽ làm chủ được, kể cả các bạn thiện thợ điện cơ luôn, các bạn sẽ làm chủ được cái quạt trần này rồi và sửa nó rất là dễ luôn. Nó có những cái bàn khá là đơn giản. Cho nên nếu mà chúng ta không biết ấy, thì chúng ta cứ tháo linh tinh ra đôi khi không biết sửa. Nhưng mà với mình ấy, mình đã chia sẻ cho mọi người những cái ban bệnh hay gặp. Và đây hôm nay sẽ gặp lại nhá. Và chờ một chút cho mỏ hàn nó nóng để mình bắt đầu mình tháo. Thôi cứ kệ. Dùng mỏ hàn sung được. Thì số 2 thì bao giờ cái quạt này thì số 1 sẽ là chạy mạnh nhất. Và đa số là mọi người trời nóng rồi sẽ bật số mạnh nhất. Như mùa thu xe lạnh. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, ghê gớm. Các bạn ạ, các bạn nhìn này. Ôi dồi ôi, bất ngờ nhá. Mình cũng không nghĩ là nó có cái con như này đâu. Thôi phải xử lý sạch để làm. Thì đang nói mùa thu thì có thể là mọi người sẽ bật những cái số nhỏ hơn. Như là số 2, số 3, số 4, số 5. Số 5 là chạy yếu nhất. Nhưng thường mùa hè là cái tương số 1 là mạnh nhất. Và con này thì đang hỏng số 1 nhá các bạn nhá. Thấy khách nói thế nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả là số 1 là lý do tại sao nó hỏng. Với cái thiết kế mạch quạt đời sau này thì không có điện trở 2 ôm nữa. Các bạn ạ, mình cứ nghĩ là nó có điện trở 2 ôm của đầu ra của chi ác ấy. Thì dẫn tới là nó sẽ xảy ra trường hợp ấy là đứt con điện trở đấy. Mà dẫn tới là mất cái số đấy. Khi nó chập chi ác thì nó đứt. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn là con này không có điện trở 2 ôm nữa các bạn ạ. Và có khả năng ấy là nó sẽ hỏng ở đâu đó thì chưa đoán được. Phải làm nữa nhá mọi người nhá. Bo mạch bây giờ thiết kế quá thô sơ luôn. Không còn con điện trở 2 ôm 2W nữa. Và mạch nguồn ấy thì nó có một con L chặn nhá. Tụ vẫn tụ 105 thôi. Lọc 2 cấp. Chỉnh new này, DZ ghim này. Sau đó lại đi qua 10 ôm DZ ghim này. À, nó do con thạch sùng nó nằm nó sẽ chết ở đây lâu rồi. Nó sẽ chết sau đó là nó phải có cái mình phải có cái đang tìm cái dao rạch giấy các bạn ạ. Nên nó làm chập và hỏng nhá mọi người nhá. Nhưng mà không hiểu sao nó khe hở kiểu gì à, nó quay như này kiểu gì khe hở rút vào đây được các bạn ạ. Mùa này là mùa thạch sùng đi ngủ đông đấy các bạn ạ. Đây này. Thạch sùng mùa này là đã ăn uống không, hôm nào trời mà vẫn có ấm ấm ấy, vẫn chưa lạnh lắm ấy thì họ vẫn à quên, con thạch sùng nó vẫn cứ ra nó kiếm mồi đấy các bạn ạ. Thì chạy chậm số 2 thì đúng là số 2 sẽ chạy chậm hơn số 1 rồi, nên bây giờ cứ kiểm tra tụ này. Tụ hạ áp này mà giảm chỉ số nó cũng chạy chậm với cái dòng đời sau này nhá. Ví dụ nó hà nguồn có 3V rồi, kích không bảo mở, không bão hòa nó cũng chạy chậm. Nên mình sẽ kiểm tra từng bước và sửa triệt để cho người ta. Và tất nhiên là đã báo giá, họ đã ok thì mới sửa. Như vậy là tụ ngon này nhá, 1 mi đo được là 0,986. Tranh thủ sửa cái này, hẹn họ chiều hoặc sáng mai qua lấy rồi. Mà chiều này đi làm này không có nhà thì tranh thủ. Bây giờ các bạn, bây giờ này, hiện tại bây giờ nhá, 10:50 này, vừa đi đón học con. Thằng đầu thì bây giờ cho nó đi xe đạp rồi. Còn con em
học lớp 3 sắp tới, hôm nào thời tiết ngon lành cũng cho đi sẹt lốt. Mình còn có công có việc, bây giờ phải để cho con nó mưu, cho nó ra va chạm xã hội chứ không để cứ suốt ngày đưa đón nó mãi được các bạn ạ. Đấy, tụ 2,2 mi nhá, bao năm rồi nhá. À, con tụ này dày như con tụ ngày xưa này, 2,2 450V nhá. Mình đang đo con tụ đấy nhá. Như vậy là tụ đã giảm chỉ số còn có 1,6 thôi, nên là lại phải thay tụ rồi các bạn nhé. Đây chính là lý do mà họ bảo số 2 cũng chạy chậm đấy. Bản thân đấy là số 1 nó cũng chạy chậm. Đo lại cho mọi người nhá. Tụ nó còn có 1,6 thôi nhá mọi người nhá. Thế này này, zin bản nó phải là như thế này. Để mình kiếm con tụ đâu nhỉ? Có một con tụ. Vừa hôm qua con tụ ra rồi. Nó rơi mất đâu rồi. Để mình tìm. Chả tìm thấy nó đâu nữa, nhưng mà tụ 2,2 mi thì mình không có, nhưng mà để tạo ra con tụ 2,5 mi thì mình hay làm thế để rất là nhiều. Vừa tháo hai con ở đây ra nha, tụ xịn cực kỳ luôn. Rồi, hai con 5 mi đấu lối tiếp nhau. Điện áp chịu đựng sẽ là tận 550V AC luôn. Hơn 450V nhiều. Đó, 2,4 nhá. Mình sẽ dùng con này táng vào đây với cái chỗ này rất là rộng. Ok luôn. Rồi bây giờ đã bắt đầu. Con này đứt hỏng thì thôi này, cứ cắt dây này luôn. Nha, sau đó mình sẽ xử lý cái tụ vào đã. Sau đó là mình sẽ cho mọi người tham khảo xem nó hỏng trên mạch là gì nhá. Mình lắp tụ đã các bạn ạ. Để tháo được con tụ đang bị giảm chỉ số này ra này, để mình phải tháo con ốc ở đây, xong lôi nó ra mới tháo được con ốc phía dưới, nó bắt con ốc từ phía dưới lên cơ, nên mình phải dừng video để mình làm nó. Và đây đã xuất hiện hai con tụ 5 mi thay thế cho nó nhá. Và như nhìn thế này, chúng ta sẽ biết này, để xác định đâu là số 5, à đâu là số 1 nhá. Thì một dây AC đây này, nó sẽ đổ từ T1 sang T2 này. Thì các này thì số 1 chính là con ngoài, con dưới ngoài cùng này này. Đó, nó đổ từ đây. Tức là khi mà có lệnh kích tại chân này này, chân này được cầm tập mát ấy, có dòng kích ấy, thì bắt đầu nó sẽ thông hai chiều, dính hai chân này với nhau. Dính hai chân nhau thì dây AC này sẽ đi tới đây. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy là họ đã thiết kế là có LTC giả. Có LTC nhá. Tức là khi mới bật cái ấy, thì có khả năng nó sẽ khởi động dòng quan lớn ấy. Thì bắt đầu là con PCC này đang mới khởi động ấy, thì nó giảm dòng, sau đó là nó nóng lên ấy, thì bắt đầu là coi như nó là một dây dẫn, lúc đầu tiên nó có lợi trở. Chúng ta sẽ thấy là PTC ứng dụng rất LTC. Con này LTC hay là PCC 5D11, nó là con LTC nhá. Như là nó là 11 ohm ấy. Lúc khi nó nguội là 11 ohm, còn khi nó nóng lên, chạy nóng lên ấy, thì nó là 0 ohm. Chúng ta cứ hiểu về lý thuyết là như vậy nhá. Như vậy là con này còn đang đôi khi là do tụ chập. À, tụ hỏng, khách vẫn bật số 1 chẳng hạn, nên ông ấy nóng lên thì ông ấy tách ra mà mọi người. Như thế thì đôi khi này hỏng, một là hỏng chiếc, hai là bị hỏng con 330 ohm này. Thì đây mình sẽ đo thử cho chúng ta nhá. Chiếc thì chúng ta phải tháo ra chúng ta đo được, nhưng mà con một khách súng nó vào đôi khi nó sẽ hỏng con 330 ohm chẳng hạn ấy. Thì đây là mình sẽ đo thử nhá, để tìm nguyên nhân bệnh hỏng hóc nhá. Đồng hồ đang để thăng đo thông mạch nhá. Thì đây là con 330 ohm này. Chả đo được, đang lấy nhầm dây. Hai đồng hồ gần nhau à. Đây, 330 này. Ok nhá, 330 đo 332 nhá. Con này cũng bị xỉn lắm này. Đó, thì mình có thể giải thích cho mọi người để mình thử như này nhá. Đây là dương 5V. Chảy từ đây sang đây. Đi qua điện trở hạn, chờ tại chân này. Chân nào dập mát, dập về mát này thì là con chi ác được kích, được đóng ngắt đóng như này. Thì bây giờ mình thử xem có lệnh con này mở không nhá. Bây giờ mình đã chưa cắm 220V, lợi dụng bộ cấp nguồn chỉnh ra 5V nhá. Chỉnh ra 5V sẽ kẹp nguồn dương âm ở đây. Đây là dương 5V này. Chỉnh con tụ nhá, đây là âm 5V này. Tiếp rồi nhá. Thì ở chế độ này thì chưa con nào được kích cả, thì mình có thể đo cho chúng ta tham khảo này, để cho mọi người hiểu mạch thôi mà, chứ mình thì mình quá hiểu nó rồi. Thì đây nhá, chân số 1 này đang ở 5V nhá. Bao giờ cái chân này được dập mát thì con này sẽ được kích nhá. Tiếp theo các chân khác cũng thế này. 5V này. 5V này. 5V này. Bây giờ nhá, mình sẽ dùng điều khiển. Mình bật số 1 nhá. Mình bật số 1 này. Đã bật. Thì bật số nào thì đầu tiên đó, chân này đã sập dập về 0 nhá, còn 0,3V thôi.
Đấy, nó bị dừng cái rồi này, nó này sẽ chạy tiếp đó, cái con này nó thế mà. Như vậy là số 1 như thế này là lệnh kích ok, nếu mà không chạy chỉ có check lỗi thôi nhá. Còn số 2 thì vẫn nguyên nhá, bây giờ mình sẽ bật số 2 này. Chúng ta sẽ nhìn nhá, số 4 này, à số 5 này. Số 4 này, số 3 này, số 2 này thì không con nào đang được kích cả, chỉ có con số 1 đang được kích thôi. Con này thì lúc đầu chúng ta bật bất kỳ số nào thì con check số 1 cũng được kích đầu tiên khoảng 10 giây nhá. Do phần mềm nên bây giờ mình bấm số 5 luôn. Các bạn đã bấm đếm nhá, số 5 này. Đấy, 5 cái như thế thì cái số 1 sẽ bị nghỉ rồi. Đó. Cái số 5 này đã bị được kích. Đó, về còn về đi đáp. Các bạn để ý nó 0,2 thôi nhá. Bây giờ bật số 4 này. Đó, đã bật số 4 thì cái số này số 5 không được kích nữa và số 4 chân này đã được dập mát. Chân này được dập mát thì có một dòng chảy từ dương 5V ở đây này. Chảy qua chi ác này, à qua từ từ T1 sang G này. Đó, nó đã tụt áp này, sau đó đi qua đây này. Và đi về mát mọi người nhá, nó phải điện trả hạn đấy các bạn ạ. Như vậy là con này như thế thì lệnh ok, vi xử lý ngon lành. Không chạy được thì có hãng là chết chiác. Nhưng mà khách nói đi thôi, nhưng cứ đo thử xem có đúng là chết chiác không nhá. Mình cũng tháo ra để mình vệ sinh cái số 2, cái số 2 này con thạch sùng nó làm cho đen xì chân này. Các bạn này. Đây này. Kinh khủng, kinh khủng nhá. Đo so sánh hai con cho chúng ta tham khảo nhá. Nên sửa mấy cái đồ quạt trần này, chúng ta cứ kiểm tra, chúng ta cứ chuẩn bị mấy con BT134 hoặc là chúng ta chơi võ tay không bắt giặc. Mình đã chia sẻ cho mọi người cái sự lươn lẹo của anh bạn thợ rồi đấy, của thợ khi mà không có đồ đấy. Tay không bắt giặc vẫn có đủ các số đó, thêm con diốt thôi, nhiều võ lắm mọi người. Sửa chữa mình chúng ta mới thấy là đôi khi chúng ta phải, mỗi thợ mỗi người có cái tư duy riêng và chúng ta nắm bắt tình hình thế nào để chúng ta xử lý làm sao hợp lý nhá. Bắt đầu này. T1 với G này thông nhau này. T1 với G thông nhau này. Đó, nhưng đo giữa T1 và T2 không được phép thông nhá. Đó, không được phép thông đâu. Như vậy là mình nghĩ là nó không chết đâu. Mà chẳng qua là khách bảo là không có số 1 là mình nghĩ là do thạch sùng ấy thôi. Hoặc là bật nó bị thế sao đấy thôi. Bây giờ mình sẽ lắp con chiắc của số 1 lên số 2 và số 2 lên số 1 để xem thế nào nhé. Mình tháo cái kiểu này lắp nó hay bị bong bạch in lắm các bạn ạ. Tốt nhất là cứ hút tôi đi, lắp nó sẽ chuẩn hơn nhiều. Chân thì nó bé. Đó, nó sẽ lên được luôn. Hôm nay là đầu tiên mình gặp cái bo này, nó có LTC nhá. Những bo khác thì nó là ở đấy, nó là một cuộn dây các bạn ạ. Cuộn L ấy. Nhưng bây giờ nó lại là thành LTC. Chúng ta thấy ứng dụng ngày càng thay đổi và anh thiết kế anh cứ thích thay đổi liên tục các bạn ạ. Chả biết nó có bền không nhưng mà vẫn cứ chết đều đều. À, con này nó khối mạch này. Lắp tạm thử đã. Có cái tài xế ô tô họ đến, họ lấy hai cái đồ của một trong một công ty lại phải dừng test thử nhá, test thử nhá để kiểu gì cho nó quay được nhỉ. Chắc vấn đề ở dưới này mình vẫn test thử được. Chạm chạm các bạn ạ. Ôi rồi, chạm ghê đấy. Ôi rồi, người ta tháo hết cả cái này ra này. Còn chờ mình lắp đã nhá, lắp để xem thế nào, còn phải ấn cái nút này đấy các bạn ạ thì nó mới chạy được đấy. Sợ tháo hết ra như này, như này. À, cái này nó lên cao hơn này.
nó giật, nó khi nó quay nó văng mạnh phết đấy. Đấy nhá, mình sẽ giữ nó như này đi. Đó, không chạm gì nữa nhá. Mình ghim điện này. Đã ghim điện nhá. Quay thử cho có chạm không? Không chạm nhá, bắt đầu bật này. Bật số nào nó cũng sẽ màu số 1 đầu tiên đấy, mình bật nhá. Ôi, kinh chưa. Đấy, dừng đấy, 10 giây dừng đấy. Đấy, vẫn bật số 1. Mình bật số 5 này. Đấy, đã số 5 đã chạy nhá. Số 4 này. Khi bật phát là các con chiếc không được kích, sau đó nó thực hiện phím nào nó bật phím đấy. 3 này. 2 này. 2 đích chạy. Như vậy là chuẩn luôn là con chiếc số 1 bị đứt chết đứt nhá. Đang bật số 2 không hề chạy. Các bạn thấy chưa? Số 3 nó sẽ chạy này. Đó. Số 2 này. Không hề chạy nhá. Như vậy là chúng ta sẽ phát hiện ra là con chiếc đúng như khách thông báo ấy, là số 2 à số 1 không chạy, mình đã đảo nó thang như thế mà. Thay chiếc thôi. Chúng ta sẽ thấy sửa chữa đôi khi chúng ta đảo chúng ta biết được nhá, chúng ta đo không biết được đâu. Đây giờ tháo con chiếc ra chúng ta xem này. Vừa nãy là con số 1 mình đã đổi sang con số 2 mà và bây giờ là số 2 đã chết toi nhá. Con chiếc rất sạch đẹp này, con chiếc số kia thì nó còn bẩn xỉu, mình còn cạo nó còn không sao. Đây đo thử nhá. Tóm lại là có lệnh có xung kích bình thường này, đo bình thường đấy, nhưng mà nó không hề thông giữa T1 T2 gì cả nhá. Đó, lấy con BT 134 thay rồi ạ. À, BT 134 đúng rồi. Anh khách hàng nói không sai, chuẩn bệnh ban bệnh luôn nhá mọi người nhá. À, qua video chúng ta sẽ thấy ấy, là nhiều khi là chúng ta tháo ra chúng ta đo là nó vẫn bình thường đấy, nhưng mà khi chúng ta lắp vào là điện lưới nó tận 220 nó mới xảy ra lỗi nhá mọi người nhá. Nên cái thay thử, nên các bạn mà không biết đo thì các bạn có thể đảo như mình, đảo từ số đang chạy bình thường sang số lỗi các bạn ạ, thì các bạn sẽ bắt được lỗi nó là vì sao nhá. Nên cái việc đo được linh kiện sống chết ấy không phải là phát nào cũng đo được. Bé, ném nó đi. Ném nó thùng rác các bạn ạ. Đây, lại thử lại phát nữa nhá. Để kết thúc video để mình còn đi ăn cơm nhá. Cái này mà khi bị rơi là cái này nó nhả ra là... Cái kiểu thiết kế bảo vệ này là đầu tiên mình thấy ở Panasonic. Bây giờ các hãng cứ copy nhau mà các bạn ạ. Khi bị rơi chốt ấy thì là cái này nó nhả ra là mất điện luôn. Đây này, mình sẽ thử cho chúng ta tham khảo luôn nhé. Ghim điện này. Và bây giờ mình sẽ bật số 3 đi, nó vẫn mồi số 1 đầu tiên đấy. Đó. Sau đó chúng ta sẽ thấy nó đang hức một cái nó dừng giờ này. Đó. Đấy, đã chạy số 3 nhá và số 2 này, số 2 vừa nãy tịt nhá. Số 2 này. Đấy, đã ok. Số 1 này. Số 3 này. Số 4 này. Số 5 này. Giả sử đang chạy mà bị rơi này. Lốt này thả ra na nghỉ luôn này. Bây giờ có bấm cũng chả nhận được nữa, coi như mình đứt cắt đứt một dây AC. Đó, như vậy là mình đã xử lý ok video này. Sau khi sửa xong ấy, thì về mình khẳng định là quạt của khách sẽ chạy nhanh hơn rất là nhiều, nhanh hơn một chút các bạn nhé, bởi vì là tụ 2.5 tụ 2.2 mình đã đang thay thành con tụ dung lượng là 2.5, mình chỉ dám thay đến thế thôi chứ chả dám thay cao hơn. Như đơn giản như tụ của Panasonic là 1.8 thì mình hay lấy hai con 4 mi lò vào nhau thành tụ 2 mi thôi chứ không dám cao tao co to hơn. To hơn với điện yếu thì không sao, điện khỏe đôi khi nó sẽ nhanh chết, nó sẽ nóng động cơ và nhanh chết nhé, bởi vì công suất nó tăng lên mà.
Rồi, video kết thúc nhá. Chúc mọi người làm thành công. Chào tất cả các bạn.